Tuy tổ quốc của tôi là Hàn Quốc, máu của tôi là Hàn Quốc, nhưng hiện tôi ở Việt Nam. Trái tim của tôi, cơ thể của tôi, tâm hồn tôi đang ở Việt Nam và tôi đang yêu đất nước Việt Nam. Hi! Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tí. Chúc các bạn một ngày nhiều năng lượng và may mắn nha! Idol các bạn kể tên được 5 người Hàn Quốc nổi tiếng đang sinh sống ở Việt Nam đấy. Comment ngay đáp án của mình ở phần bình luận để cuối video cùng nhau check kết quả nha. Mà bạn nào không kể được đủ cả 5 cái tên thì kể 4 cái rưỡi thôi cũng được luôn nhé. Các bạn đã từng nghe câu nói này chưa? Tuy tổ quốc của tôi là Hàn Quốc, máu của tôi là Hàn Quốc, nhưng hiện tôi ở Việt Nam. Trái tim của tôi, cơ thể của tôi, tâm hồn tôi đang ở Việt Nam và tôi đang yêu đất nước Việt Nam. Quen không các bạn? Các bạn có nhận ra câu nói này là của nhân vật nổi tiếng nào không? Chính xác là cái tên mà các bạn đang nghĩ đấy. Huấn luyện viên Park Hang-seo, người thầy quốc dân của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ông Park Hang-seo thậm chí còn bày tỏ trên trang Facebook cá nhân của mình rằng: "Tôi rất nhớ tất cả các bạn ở Việt Nam, mong được gặp lại các bạn vào một ngày sớm nhất." Một người Hàn Quốc khác, một vị tiến sĩ, đồng thời là giám đốc trung tâm giao lưu văn hóa Việt-Hàn, ông Sim Sang-jun, với gần 30 năm sinh sống tại Việt Nam, cũng đã bày tỏ: "Sự gắn bó của tôi ở Việt Nam sẽ tiếp tục, vì tôi đến Việt Nam không phải chỉ là một vị khách quá cảnh. Trong trái tim và tâm trí của tôi, tình yêu đất nước Việt Nam không khác gì với tình yêu đất nước Hàn Quốc. Chính vì yêu mến Việt Nam, tôi nguyện sẽ mãi là người giới thiệu văn hóa Việt Nam với Hàn Quốc để góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền vững." Mà không chỉ những người nổi tiếng hay những người có địa vị, nhiều người dân Hàn Quốc bình thường cũng chọn sống ở Việt Nam và dành tình yêu cho đất nước của chúng ta. "Chúng tôi rất vui khi được sống ở Việt Nam. Sau khi sống ở đây một thời gian dài, chúng tôi sẽ nói rằng chúng tôi là người Việt Nam 50%. Anh Richard Kwon, một người Hàn Quốc sống tại Việt Nam cười nói: "Chúng tôi sẽ sống ở đây mãi mãi." Ủa ôi! Đấy các bạn ạ, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc bày tỏ tình yêu của mình với cuộc sống ở Việt Nam. Thế bây giờ thử ví dụ, Việt Nam là crush tay trong tay của các bạn, còn Hàn Quốc là tình địch cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện, bày tỏ say đắm crush của bạn. Lúc đấy, các bạn có đuổi cổ đối thủ của mình đi không? Hay là da dẻ cao thượng, mời tình địch đến nhà ngồi chơi xơi nước? Mà thôi, khỏi cần nghĩ các bạn ạ, crush Việt Nam của các bạn đối với ai cũng niềm nở hết, nên các bạn không đủ sức, da dẻ cao thượng đâu. Và vì với Tây Tàu Hàn Nhật gì, Việt Nam cũng hân hoan chào đón. Thế nên có vẻ như mọi người càng ngày càng yêu thích Việt Nam và muốn dọn đến Việt Nam để ở hẳn các bạn ạ. À. Vậy thì tất tần tật những lý do khiến người Hàn cảm thấy yêu thích cuộc sống ở Việt Nam là gì? S sẽ cùng các bạn đập hộp cái bí mật này ngay và luôn. Các bạn cũng đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ S nữa nhé. Cảm ơn cả nhà Tí nhiều nha. Trang báo Korea đã có bài viết nhìn nhận vì sao người Hàn Quốc lại thích đến Việt Nam. Tờ báo này nhận định, các bạn đừng nghĩ rằng người Hàn Quốc khi ở tại quốc gia mình là sung sướng nhé. Nếu một tháng họ không kiếm được 50 đến 70 triệu tiền Việt, người Việt nghe thế tưởng cao, nhưng thực ra số tiền đó cũng chỉ giúp họ chi tiêu vừa phải và dư dật một ít thôi. Trong khi đó, nếu có khoảng 50 đến 70 triệu tiền Việt đó mà sang sống tại Việt Nam, thì đó là một cuộc sống sung túc vô cùng. Họ cũng thoải mái chi tiêu và thích đi đâu họ muốn mà lại được ở những nơi trung tâm nhất. Mặt khác, tờ báo này nhận định, Hàn Quốc là một quốc gia có đầu tư lớn vào Việt Nam. Tất nhiên, những công ty dịch chuyển này luôn muốn người của chính quốc gia mình nắm những chức vụ quan trọng. Thêm nữa, từ xưa đến nay, người Hàn rất đề cao tinh thần dân tộc. Vì thế, những người Hàn khi sang Việt Nam sẽ được đảm nhận chức vụ cao và mức lương họ nhận được sẽ giúp họ sinh sống thoải mái ở Việt Nam. Trong khi đó ở Hàn Quốc lại khiến họ trở nên vất vả, khó khăn, thì tất nhiên họ sẽ chọn đến Việt Nam. Túm lại thì Việt Nam là nơi họ muốn đến vì họ cảm thấy cuộc sống thoải mái, dễ chịu nhất, chi phí cuộc sống rẻ và cơ hội công việc với mức lương cao. Đây chính là lý do khiến số lượng người Hàn Quốc đến với Việt Nam ngày càng đông. Nếu thế thì với mức lương của S giờ này ở Việt Nam, sang đó khéo còn không đủ uống nước lọc ấy chứ, chả có mà ăn các bạn ạ. À. Lý do này được đưa ra hoàn toàn có cơ sở thuyết phục đấy nha các bạn. Nhìn vào thực tế cuộc sống ở Hàn Quốc hiện nay sẽ thấy một màu bất ổn. An cư, bài toán cuộc đời của người trẻ Hàn Quốc.
Giá nhà ở tăng cao đã trở thành một trong những vấn đề nhức nhối nhất của Hàn Quốc. Theo dữ liệu của Ủy ban Bất động sản Hàn Quốc, giá căn hộ ở Seoul đã tăng 58% lên mức 1,26 tỷ won, tức là 1,05 triệu USD trong 5 năm qua, trong khi mức lương của người dân chỉ tăng chưa đến 20%. Ở một số khu vực, giá của một ngôi nhà hiện có thể cao gấp 10 lần thu nhập của một hộ gia đình, vượt xa nhiều đô thị khác ở châu Á như Bắc Kinh, Hồng Kông và Singapore. Hay ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc gia nhập thế hệ chuột túi, tức là dù họ đã học xong và đủ tuổi để tự ra ngoài nhưng không tìm được việc làm và vẫn phải phụ thuộc tài chính vào cha mẹ. Kim Jo-kyung, một nhà nghiên cứu tại Viện Sức khỏe và Xã hội Hàn Quốc cho biết, rất nhiều người đến tuổi trưởng thành, dù có việc làm hay không, cũng không có ý định chuyển ra ngoài sống do chi phí thuê nhà và sinh hoạt đắt đỏ. Ấy, nghe câu này tự nhiên thấy nhột nhột các bạn ạ. Báo này đang ám chỉ S hay sao ấy? Túm lại thì, cuộc sống ở Hàn Quốc bây giờ được đánh giá là vô cùng khó khăn với chính những người bản địa. Không chỉ ở điều kiện sống mà ngay cả việc làm cũng hết sức khó kiếm. Trong khi ở Việt Nam, một khu vực kinh tế đang phát triển thì công ăn việc làm không phải là vấn đề. Hơn nữa, chi phí cuộc sống ở Việt Nam bình thường đã rẻ hơn vài chục lần ở Hàn Quốc. Thì việc người Hàn Quốc đổ xô kéo nhau sang Việt Nam định cư cũng là điều dễ hiểu các bạn nhí. Còn tờ báo Học viện Hành chính Quốc gia đã có bài viết Tại sao Hàn Quốc có xu hướng sang Việt Nam sinh sống? Tờ báo trích dẫn, khi được phỏng vấn về vấn đề tại sao bạn lại học tiếng Việt và chọn Việt Nam là nơi sinh sống, thì chúng tôi đều nhận được câu trả lời là cơ hội làm việc sẽ lớn hơn khi học tiếng Việt. Cuộc sống ở Việt Nam thoải mái hơn, không áp lực như Hàn Quốc. Họ chia sẻ rằng, ở Hàn Quốc, lúc nào tôi cũng phải quan tâm họ nghĩ gì về mình. Và vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi đã cảm nhận thấy ngay áp lực đó. Xã hội đánh giá con người tôi bằng hình thức bề ngoài, nghe thì chẳng có gì to tát, nhưng bạn có thể bị mắc kẹt trong guồng máy đó. Thế nhưng ở Việt Nam, những định kiến đó sẽ không tồn tại. Ở đó, chúng tôi có thể thoải mái ra đường mà không cần trang điểm, có thể mặc quần short, đi dép tông. Đối với Việt Nam, không phải chịu quá nhiều áp lực về xã hội, cuộc sống Việt Nam thoải mái hơn nhiều. Sống ở Hàn Quốc, bạn có thể phải tuân theo mọi quy chuẩn của xã hội, kể cả những quy chuẩn đó không phù hợp với bạn. Đối với người đàn ông Hàn Quốc, việc thể hiện sự giàu có của bản thân ra bên ngoài rất quan trọng. Họ luôn bị đánh giá dựa trên những thứ như nhãn hiệu ô tô và diện tích căn hộ to hay nhỏ. Còn của họ sẽ bị kỳ thị nếu như họ không có xe hơi đắt tiền. Vì vậy, chúng tôi muốn tìm đến một nơi mà chúng tôi có thể làm giàu, có thể có một cuộc sống bình thường, yên bình, không bị phán xét. Ui, thế này họ yêu thích ở Việt Nam là đúng rồi, các bạn nhí. Ở Việt Nam chúng tôi bây giờ, khoe nhân cách chứ ai khoe tài sản nữa đâu. Quê chữ E kéo dài luôn, các bạn nhí. Anh Mizu, luật sư người Hàn tại Việt Nam, vợ là người Việt Nam, đã chia sẻ rằng Tôi thích cuộc sống ở Việt Nam, tôi có thể thoải mái làm việc, không có nhiều áp lực như cuộc sống ở Hàn Quốc. Vì vậy, đây cũng là lý do tôi chọn Việt Nam sinh sống. Nếu nhìn nhận một cách công tâm, thì Việt Nam là đất nước có cuộc sống khá thoải mái, cuộc sống sẽ không bị phán xét hay bị áp lực từ xã hội một cách nặng nề như ở Hàn Quốc. Ví dụ, một tháng họ chỉ cần kiếm 100 triệu là đã có thể sống ở Việt Nam thoải con gà mái rồi nhỉ. Bởi lẽ, một bát phở ở Hàn Quốc có thể sẽ lên đến 200.000 đồng tiền Việt Nam. Thế nhưng vẫn bát phở đó ở Việt Nam chỉ có 25 đến 30.000 đồng. Như này ăn chơi tơi bời, đến khi nào mới hết 100 triệu cơ chứ? Chắc lúc đấy lại áp lực vì quá nhiều tiền cũng nên, các bạn nhí. Chưa hết đâu các bạn, một tờ báo khác có tên Việt Air cũng đưa ra bài viết với nội dung Lý do người Hàn thích sống ở Việt Nam. Tờ báo này khẳng định, lý do đầu tiên là vì người Việt Nam vô cùng thân thiện. Việt Nam là nước thân thiện nhất trên thế giới, đặc biệt là những người Hàn Quốc tại Việt Nam, rất được nhiều người Việt yêu thích. Người dân Việt Nam luôn nở nụ cười và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai khi họ gặp khó khăn. Lý do thứ hai được đưa ra là chi phí thấp, mức sống cao. Tờ báo khẳng định, chi phí sinh hoạt tại Việt Nam thấp hơn so với rất nhiều nước trên thế giới. Mặc dù với mức chi phí sống thấp, nhưng mức sống cũng như điều kiện sinh hoạt tại đây lại vô cùng cao. Lý do thứ ba khiến người Hàn thích sống ở Việt Nam là vì Việt Nam có nhiều cảnh quan đẹp. Việt Nam là một nước có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên thế giới được công nhận, với các địa điểm du lịch nổi tiếng vô cùng đa dạng để trải nghiệm. Với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như một bức tranh tiên cảnh, khiến bất kỳ ai cũng phải bị thu hút ngay từ lần đầu đặt chân tới. Lý do thứ tư được đưa ra, Việt Nam là đất nước hòa bình và an toàn. Tờ báo này nhận xét, khi đến Việt Nam, bạn không còn phải lo sợ về các vụ bạo loạn, khủng bố.
Khách du lịch có thể thoải mái trải nghiệm chuyến đi trong một tâm thế thoải mái mà không phải lo sợ bất kỳ điều gì. Điều này thì hoàn toàn chính xác các bạn nhỉ. Một quốc gia được xếp an toàn nhất thế giới cơ mà. Chả cần lo gì, chỉ lo bỏ trắng răng mà thôi. Lý do thứ 5, đó là Việt Nam có nền văn hóa phong phú. Việt Nam là một quốc gia có tới 54 dân tộc anh em với 3 miền khác nhau. Mỗi miền đều mang một nét văn hóa riêng biệt. Điều này khiến người Hàn Quốc bị thu hút bởi nét đặc biệt trong văn hóa Việt Nam. Nói túm lại thì, ép thấy lý do nào cũng hợp tình hợp lý hết, bởi lý do nào cũng thấy chuẩn khỏi chỉnh luôn. Theo các bạn thì, trong những lý do kể trên đây, đâu mới là con bài chủ chốt khiến người Hàn Quốc quyết tâm dọn sang Việt Nam sinh sống? Chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé! Và cũng đừng quên like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ S nha! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi! Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà tí ở video tiếp theo!